Định tuệ là nhân tố quyết định quả bồ đề và niết bàn. Đức Phật chứng cái quả gọi là quả bồ đề, mà đại chúng để ý bồ đề là cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ. Mà trí tuệ đó thì ta học đó, mà nó thuộc về trong kinh ta gọi là cái từ là bát nhã ba la mật, gọi là bát nhã. Bát nhã ba la mật là cái trí tuệ mà tột đỉnh, gọi đó là bát nhã ba la mật. Thế thì cái quả bồ đề là cái tột đỉnh của cái trí tuệ đó. Do vậy mà cái người học đạo Phật là phải chú trọng về về trí tuệ, phải bồi dưỡng về trí tuệ. Văn nhi tư, tư nhi tu. Văn tức là nghe, tiếp thu, học, hành. Nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, gọi là văn huệ. Rồi tư huệ, rồi tu huệ, gọi là tam huệ học. Thành ra là cái đạo Phật là chú trọng về trí tuệ. Trí tuệ là nhân, cái quả để đạt cái mục đích cuối cùng của cái mục đích đến của người học đạo là quả bồ đề. Thành ra là cái quả của Đức Phật chứng gọi là quả bồ đề là cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ, tận cùng của trí tuệ. Mà còn cái niết bàn á, mà là cũng từ nơi đạt tới cái tột đỉnh trí tuệ rồi thì cái quả niết bàn nó tự có. Chứ cái niết bàn nó không có là cái gì hết, nó không có ở đâu hết. Ta gọi là niết bàn là một cảnh giới, mà cái chữ cảnh giới đây là một cái khái niệm để chỉ cho cái sự an lạc, hoàn toàn an lạc, thanh tịnh. Khi nào mà hoàn toàn thanh tịnh, tâm hồn thanh tịnh, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn an lạc, thì đó là cái lúc mà mình đang ở trong cái cảnh giới niết bàn. Chứ niết bàn không có ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương trên, phương dưới, hay là bất cứ ở đâu. Mà niết bàn nó có là do cái trí tuệ mình phát huy tới cái đỉnh cao tột, rồi mình nhận thức, mình thấy được cái chân lý của cuộc đời, của vạn pháp, rồi mình sống không có sai lầm với cái lẽ thật, với cái chân lý. Vì sống không có sai lầm mà nó có một sự an vui thanh tịnh tuyệt đối, gọi đó là niết bàn. Giống như hàng ngày mình sống không có sai lầm về, mình không có sai phạm về luân thường, về đạo lý, về lương tâm, về lương tri, về luật pháp của xã hội, về nhân tình thế thái, hoàn toàn mình không có sống là sai trái với những cái điều đó, thì tự nhiên mình có một cái sự an lành hoàn toàn mà không ai động phạm gì tới mình hết, cũng chẳng có cái đau khổ nào hết. Thế thì cái sự an lành, cái sự an vui đó là do mình có cái trí tuệ mà mình nhận thức cuộc sống, mà mình không có vi phạm bất cứ một thứ nào của xã hội, của loài người định ra, cũng không hề sai trái với cái chân lý của vũ trụ tự có trong cái vũ trụ, nó có trống trái. Do vậy mà không bị các cái điều khổ nào hết, thì cái sự an lạc, sự thanh tịnh đó gọi là niết bàn. Chứ niết bàn không có ở đâu hết, niết bàn nó không có chỗ. Thành ra định huệ theo cái bài học này đó, ta sắp học là định huệ là cái nhân tố quyết định của quả bồ đề và niết bàn. Huyền Giác Thiền Sư viết: tông việt thông, thiết việt thông, định tuệ viên minh bất trệ không, phi đảng ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai độc. Tác giả Tiếng Đạo Ca nói rằng là chánh pháp giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc. Cái tông tức là tông chỉ của đạo Phật, mà cái người mà học đạo, cái người muốn đi trên con đường đạo, cái tông chỉ của đạo Phật phải thông. Cái tông chỉ thông rồi thì là
cái chánh giáo mà mình thuyết ra nó mới là sâu sắc, nó mới là thông. Mà đại chúng để ý cái này nè, bây giờ thì tôi triển khai kinh điển, tôi chú trọng về cái sự phân tích cho nó thật là rõ ràng. Cho nên là kể từ đây, cũng như là có lẽ là từ đây về sau, cũng như thời gian gần đây, tôi chú trọng về cái phân tích rõ ràng. Tôi nói thí dụ như là mình học Phật thì nhiều đó. Có người đọc kinh nhiều đấy. Rồi có người cả đi lấy cái bằng cấp cao của nước này, của nước nọ về Phật học. Rồi có khi được nổi tiếng là nhà Phật học cũng có. Nhưng mà nó giỏi về ngôn ngữ, về văn tự, về trình bày triển khai, mà có khi nói rất nhiều mà cái tông chỉ không có đụng đến. Cái tông chỉ của Đạo Phật không có đụng đến. Cái tông chỉ của Đạo Phật mà mình nghiên cứu cho kỹ nó là cái gì? Chúng ta giàu có nói thiên ngôn vạn ngữ, giàu cho có nói ngàn trang sách này tới ngàn trang sách khác, mà có khi ta không động đến cái tâm trí của Đạo Phật. Nhưng mà thời gian, qua cái kinh nghiệm của thời gian mà cho tới ngày nay mà tôi thấy đó, tôi nhận thức được đó, thì cái tâm trí của Đạo Phật là đưa con người, hướng dẫn con người phải lấy cái giải thoát và cái giác ngộ làm tâm trí, làm cái mục đích đến. Ngoài cái giải thoát, cái giác ngộ ra, là anh nói thiên ngôn vạn ngữ, anh viết sách ngàn trang này qua ngàn bộ khác mà không phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát thì cũng là cái hí luận mà thôi. Trong Đạo Phật gọi là hí luận, tức là anh nói mà chơi, nói giỡn chứ, chứ chưa phải anh nói Đạo Phật. Chức tước anh mấy chức, sự nghiệp anh bao nhiêu tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, đất đai, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, bao nhiêu chức mà anh hướng dẫn cho người, cũng như bản thân anh mà không nắm được cái tông chỉ của Đạo Phật, anh lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, thì tất cả những cái khác đều là coi như không được gì hết. Thành ra Quyền Giác Thiền Sư nói tông diệt thông, thuyết diệt thông. Cái tông chỉ của Đạo Phật phải nắm cho vững, phải hiểu cho thấu, cho kỹ càng. Cho nên thành thật mà báo cáo với đại chúng là đối với tôi, bây giờ trong cái nhãn quan, cái nhìn của tôi, cũng như ở đây tôi gọi là cái thấy của người chứng đạo, cái thấy của Quyền Giác Thiền Sư, còn đối với tôi, cái thấy của tôi cũng có cái thấy của tôi. Anh bao nhiêu chức tước, bao nhiêu địa vị, bao nhiêu tiền tài sự nghiệp, bao nhiêu chùa chiền, bao nhiêu đất đai, mà tôi nghe mà không phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ là coi như không có gì để nói. Thì vì tông anh không thông, mà tông không thông thì anh thuyết thiên ngôn vạn ngữ gì đi nữa cũng không có gì đáng nghe, cũng không có gì để nói. Là vì tôi là một tu sĩ, là một người đệ tử Phật, tôi phải đứng trên cái lập trường, cái quan điểm, cái tông chỉ của Đạo Phật. Mà tông chỉ của Đạo Phật là phải là giải thoát giác ngộ, phải là Bồ Đề và Niết Bàn như đây nói. Mà nếu mà lệch cái mục tiêu đó, có gì tôi cần quan tâm và để nghe nữa cả? Nếu có nghe cũng là nghe chơi vậy thôi, nếu có nói cũng để nói chơi vậy thôi. Mà sau này ta học cái bài rất là hay, cái bài là mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Mặt thời thuyết, thuyết thời mặt. Cũng xin thưa là cái đầu của tôi á, bây giờ là nó có hơi, nó có cái báo hiệu là nó rất là dễ quên. Mà cái đó là như tôi vừa nói đó, mỗi một năm qua là chúng ta xài, ví dụ như chúng ta có 80 đồng bạc, tức là ta lấy cái mức mà ta 80 tuổi sống được 80 tuổi, thí dụ vậy. Mà mỗi một năm qua vậy là coi như ta xài hết đồng. Mà tôi thì là năm nay, là tới năm nay đó là qua cái Tết Dương lịch này là trên nguyên tắc là mình xài thêm được một đồng nữa rồi. Thế thì hiện giờ là tôi xài hết 72 đồng của 80 đồng. Mình sinh 1928 thì tới 98 là mình xài hết 70 đồng rồi. Tới 99 là mình xài hết 71 đồng. Mà nếu mà nói theo tuổi ta là mình xài hết 72 đồng. Đấy. Cái bài là hôm nọ tôi dịch là
là khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu, đó lại là chẳng nói gì. Đến khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, nói không ngăn ngại và không hề vơi cạn ý. Thế thì là nếu mình lệch cái mục tiêu á, thì dầu cho cái lúc mà nói nhiều, không ai biết được lúc đó là lúc thiền sư không có nói gì. Còn cái lúc mà im lặng, chính cái lúc đó là lúc của thiền sư, của những người tu thiền. Chứ thiền sư đây là không phải là để cho một ông thầy đâu, mà tôi muốn nói rằng tất cả người Phật tử cũng có thể là thiền sư. Thiền sư là cái người tu tập về thiền định để mong đạt tới trí tuệ. Thành ra ví dụ như tuệ trung thượng sĩ ta cũng gọi là thiền sư, người tại gia đàng hoàng, không cần phải hình thức xuất gia gì hết mà cũng gọi là người tu thiền, gọi là thiền giả hay là thiền sư cũng giống nhau. Thiền sư chẳng qua là nó khác hơn cái đầu và cái áo, cái hình thức. Còn thiền giả là cũng là người tu thiền mà mặc thời thiết thiết thời mặc, lúc nói nhiều có ai biết đó lại là lúc chẳng nói gì. Còn lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Cho nên có những lúc mình nói chuyện rất nhiều, mà cái chuyện đó là chẳng qua là nói theo tứ tất đàn thì là phổ vị thế giới tất đàn, tức là mình chiều theo cái gọi là lịch sử, cái gọi là xã giao, mà nói cho nó qua buổi, nó qua ngày. Chứ mà cái người mà đạo sĩ mình lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ là coi như không có gì đáng nói.